Đối tượng Chu Bá Trung, còn gọi là Long, sinh năm 1984, quốc tịch Canada ở Campuchia và thường qua lại Việt Nam để tổ chức và điều hành đường dây ma túy khủng. Ngày 12 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố Trung cùng Trương Ngọc Mai, sinh năm 1997, Trần Kim Loan, 52 tuổi, Đỗ Thị Minh Tâm, sinh năm 1985, Mai Thị Ngân, sinh năm 1994, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Vũ Khải Hoàng, sinh năm 1995, bị truy tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ năm 2019, Trung nhận nhiệm vụ cất giữ và giao ma túy từ một người tên Trai, không rõ lai lịch, với mức tiền công 100-200 đô la Mỹ một tuần. Trung sau đó thuê Trương Ngọc Mai vận chuyển ma túy, trả cho Mai 10 triệu đồng một tuần. Mỗi 1-2 tháng, Trung và Mai nhận từ 5-30 kg ma túy từ Trai, sau đó giao cho người mua. Ngày 16 tháng 9 năm 2022, khi đang vận chuyển 12 gói ma túy methamphetamine với khối lượng 11,9 kg tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Mai bị công an bắt quả tang. Mai khai nhận đang giao hàng theo lệnh của Chu Bá Trung. Cơ quan điều tra xác định các bị can chịu trách nhiệm hình sự đối với 57,4 kg methamphetamine, 11,7 kg MDMA, 11,5 kg heroin và 21,2 kg ketamine đã bị thu giữ.